Ta-da! Nhớ chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cúi Ca. Hôm nay mình với các bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này chúng ta sẽ cùng khám phá những tập truyện nào nhé các bạn. Thì trên mình các bạn đều rất nhiều tập truyện xuất bản đầu tháng 6 của rất là nhiều nhà xuất bản các bạn, có Kim Đồng, nhà xuất bản trẻ, ABM và rất là nhiều xuất bản khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng có là Rantaro, Ninja Rantaro tập 8 nè, Thánh Thạch Ra Vai tập 9 và tập 10. Tập 10 là phiên bản được tặng MBE nha các bạn. Đó Firefox tập 6 nè, Kỳ án siêu nhiên tập 14 nha các bạn. Đây Kỳ án siêu nhiên tập 14 có Lưu Lốc tập 8 nha các bạn. Có Kingdom tập 50 và quà tặng cũng khá là bị luôn các bạn. Iruma tập 14 đây tặng kèm một cái bó kẹt nha các bạn. Có Rồi Hoa Sẽ Nở phiên bản đặc biệt. Rồi Box Set Devilish và Cô Gái Nơi Xuống Ngoài tập 4 phiên bản đặc biệt. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Nếu video này sau một tuần đạt được 1.000 view mình sẽ dành tặng cho 10 bạn, mỗi bạn bất kỳ được quyền chọn một cuốn bất kỳ trên màn hình nha các bạn. Các bạn được quyền tự chọn, nhớ video này sau một tuần đạt 1.000 view nha các bạn. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review tiếp hơn về từng tập truyện nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá tập 14 của Kỳ án siêu nhiên các bạn. Giống như tập trước chúng ta được tặng kèm bút máy nhân vật. Đây bút nhân vật nhưng mà nó vẫn giống như tập trước, còn nhỏ các bạn. Mình khá là đáng tiếc, mình vẫn ước nó lớn hơn, cho mình lớn hơn, dày hơn nữa các bạn. Rồi đây chúng ta được một cái bìa rời, được cái móng nha, của Kỳ án siêu nhiên tập 14. Hình ảnh rất là bắt mắt, sừng sò hay hình tươi sáng các bạn. Mình thích những hình ảnh mà chi tiết vẽ nhiều như vậy các bạn. Rồi chúng ta để cái bìa sang một bên. Bây giờ chúng ta khám phá bìa keo bên trong. Đây bìa keo bên trong. Bìa keo bên ngoài là tranh chì màu các bạn. Bên trong sẽ không có tranh màu nào hết. Chuyện được in trên giấy BB80 cầm rất là chắc tay nha các bạn. Đây một số hình ảnh bên trong của tập 14 này, Kỳ án siêu nhiên. Rồi chuyện được in bằng gia công với số lượng cũng khá là hạn chế nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 14 Kỳ án siêu nhiên. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Xin chào các bạn trong những video lần sau. Thank you.